Vâng, chào các thầy cô và mọi người trong buổi thi ngày hôm nay. Thì là một người em út, là một người em út ở trong nhóm thì em cũng có rất là nhiều cảm xúc. Đầu tiên thì em xin gửi tới lời biết ơn đối với các thầy cô, người đã dẫn dắt và truyền đạt cho em rất là nhiều những kiến thức bổ ích và truyền đạt cho em rất nhiều những kỹ năng mềm mà không không phải ở đâu, không phải những khóa yoga online nào cũng dạy. Ngoài học về yoga ra thì em còn được học được được những kỹ năng rất là bổ ích, không chỉ áp dụng trong việc giảng dạy yoga mà có thể áp dụng trong cả cuộc sống của mình. Thứ hai là em muốn cảm ơn tới các người đồng đội khóa K22 của em. Xúc động. Em là một em rất là xúc động bởi vì các anh chị đã giúp đỡ cho em rất là nhiều. Từ một cô bé, xin lỗi mọi người, em hơi xúc động chút. Từ một cô bé khá là nhút nhát, từ buổi học đầu tiên em lúc bật mic lên mọi người bảo em nói mà em chỉ biết cười và không biết nói gì cả, nhưng mà có được em ngày hôm nay là cảm ơn thầy cô và đồng đội của em rất nhiều. Các anh chị đã giúp đỡ em, nâng đỡ em và chia sẻ cho em rất nhiều những kỹ năng mà và để cho em học hỏi thêm, phát triển thêm bản thân của mình. Thứ ba là em muốn cảm ơn đến chị Nam Bùi. Đây là một người chị cũng như là một người thầy đồng hành cùng em trong suốt quá học. Thực ra thì em đã biết đến yoga từ trước, nhưng mà em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể trở thành một huấn luyện viên yoga ở tuổi 18. Và chị đã là người tiếp thêm động lực cho em để làm cầu nối cho em đến với khóa học huấn luyện viên K22 để được gặp gỡ thầy cô và những người đồng đội rất là tuyệt vời. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Em xin Ok, phép những cái ạ. chia sẻ rất là thân, rất là chân thật của một cô bé 18 tuổi. Nhưng hôm nay đủ tuổi chưa đấy? Đủ tuổi chưa? Em 18 tuổi rưỡi. Ok, đặt đặt tiêu chí để đi thi ngày hôm nay. Thực ra thì nếu mà để sâu hơn về cái câu chuyện của bạn Vân Linh này thì Ngọc Anh cũng muốn chia sẻ thêm một chút nữa, vì có thể là trong đây trong lớp chúng ta có K22, K23, có nhiều người chưa biết đến câu chuyện. Vân Linh thì cùng với cả bạn Phương Thảo, đúng không, là hai bạn mà bằng tuổi nhau. Và thực tế ra là tại sao mọi người hỏi rằng là hai cô bé này mới có 18 tuổi mà lại đã làm huấn luyện viên rồi, đã cần phải đi đi làm, có cần phải kiếm tiền ư đấy. Nhưng mà thực sự ra là qua câu chuyện thì mình biết được rằng là không, hai bạn này ấy là khi mà bố mẹ đến một cái ngưỡng thì bố mẹ cũng, thay vì là bố mẹ muốn rằng là con cái của mình có thể tự tin hơn, học được nhiều kỹ năng sống hơn, thì rất nhiều bậc phụ huynh cũng đã rất là phải suy nghĩ, không biết phải tìm ở đâu để có những cái nơi nào để giúp cho các bạn ấy có thêm những kỹ năng sống. Thì cũng rất là may mắn khi mà phụ huynh của các bạn ấy là đã được gặp với những đội ngũ huấn luyện viên, và các phụ huynh các bạn ấy rất là muốn là được gửi gắm em bé của mình vào để giúp cho các thầy cô có thể giúp đỡ cho các em bé của mình để có thể có thêm kỹ năng sống. Và thực ra ban đầu chỉ xác định đến là để cho các bạn ấy học tập để phát triển kỹ năng sống thôi, nhưng không ngờ là sau khi kết thúc khóa các bạn ấy đã thực sự đi dạy. Có lương chưa? Có Có. lương chưa? Có lương rồi đấy, không phải chỉ là đi học kỹ năng sống mà các bạn ấy còn có thêm một cái công việc tay trái luôn, và các bạn ấy có lương luôn. Nghĩa là với một cái lứa tuổi 18 tuổi mà có cái kết quả như thế này thì thực sự đến Ngọc Anh cũng hâm mộ, bởi vì như mình là phải 20 tuổi mình mới có tiền lương từ yoga. nên là như vậy thì đây cũng, ngoài cái đây là một công việc thì đây cũng là một cái môi trường để phát triển kỹ năng sống rất là tốt cho những cái bạn trẻ. Thì qua câu chuyện của Linh thì Ngọc Anh tin rằng là sẽ có rất rất nhiều phụ huynh đã bắt đầu lưu tâm hơn đến cái việc là cho con đi học huấn luyện viên yoga để phát triển kỹ năng sống. Cảm ơn Vân Linh với những chia sẻ rất là gần gũi. Chúc Vân Linh sẽ ngày càng phát triển hơn nhé, và tiếp tục trên cái hành trình của mình. Cảm ơn Vân Linh.